Mọi người thấy biết lá này là gì không? Này là lá mía nè, lá mía, rồi lá cóc, rồi lá trúc nè. Cái trúc mà mình để hình con cá lắm rồi. Này mình lấy những cái lá này nè. Những cái lá này chắc chưa có ai sử dụng cho gà, cho vịt, cho heo ăn đâu. Này mình sử dụng cho gà nó ăn trước đó mọi người. Ăn cái lá chè đó, mình cắt những cái lá này xong rồi mình còn thêm cái lá nữa mọi người. Lá này lá gì mọi người không? Lá mít đó. Nói chung là hỗn hợp thập cẩm này nè, cho gà nó ăn. Nhiều thứ lá cho gà nó ăn rồi. Cho mình tận dụng mọi người, nhà có gì tận dụng đó. Rồi chọn thêm lưới lá này nè, đó là nghệ mọi người. Lá nghệ chọn thập cẩm cho gà ăn. Rồi mình chọn xong rồi, nó chọn đơn giản như thế đó, gà nó ăn. Là chúc, là mía, là mít, là nghệ đều sử dụng cho gà ăn. Công việc thường ngày của mình đó để cho nó ăn, cái này ăn cũng bắt hát trộn cho gà nó ăn, hỗn hợp thức ăn mỗi ngày. Này cái chuồng nè mọi người, cái khu này là gà để nhìn bán không mọi người, bán được 15 m2 chỗ này. Mình dọn cái chuồng kia để cho nó qua chuồng này, với lại nó còn ít. Hỗn hợp này nó ăn ghê không. Hỗn hợp gồm 5 loại: nghệ, lá mít, mía, lá chè, 4 loại chứ mà gà nó ăn dữ tận. Hỗn hợp thịt này gà ăn dữ tận luôn. Nó ăn giống như gào gác vậy luôn, cho nó ăn giống như gào gác. Này bác phát không? Còn cái chuyện nó trị bệnh gì hay phòng bệnh gì thì mọi người có thể lên tra Google, tra sách đông y đó, thì sẽ biết thôi. Mình nuôi chủ yếu quan trọng là cái bộ lông không à. Tại vì trong những cái lá này nè có chất xơ, chất xanh, có nhiều dưỡng chất giúp cho gà phát triển, giúp cho gà cứng cáp, bộ lông, mượt lông, đủ lông, ok. Nói chung là hỗn hợp này gà nó ăn quá xa luôn. Mọi người thấy nó ăn là mọi người biết á, dữ không? Con nào cũng ăn. Cho nó vô khu này ok. Đưa nó qua khu này có nghĩa là sắp hết đâu rồi, sắp hết. Bán sắp hết. Bày gà whip an toàn lá cây không? Này ăn hỗn hợp có vẻ như ok đó mọi người, tốt, ăn tốt chứ không có ngán ăn. Vẫn bù đèn, thế bù đèn là ăn không?
Tôi đang là ăn ok luôn. Đây. Ăn vậy 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 giống như mấy con vịt quá. Ăn rồi. Có sẵn thảy dừa rồi, thảy dừa mình có đủ cây. Mình gom gom cây nào cái nấy cho nó ăn. Ngày nào cũng phải cho nó ăn như thế. Cho nó ăn cây xanh, thức ăn xanh. Hỗn hợp thức ăn xanh tốt cho gà. Ngày mỗi ngày. Giờ chỗ này thoáng rồi đó. Không bịch nữa. Tại miếng gà lớn nè mọi người. Cho nó ở những cái nơi mà nó thoáng á. Thoáng tránh nắng thôi, tránh nắng trực tiếp thôi. Còn như thoáng là nó ok. Thoáng mát. Mà ok. Nó sợ nóng, nó sợ nực, chứ mát là ok, mát là sống tốt. Còn thức ăn thì mình cho nó ăn loại cây cỏ, qua lá cỏ, cỏ nào cũng ăn được, lá nào cũng ăn được, cây nào cũng ăn được, trừ những cây mà bị độc tính cao thôi. Còn tất cả nó gà nó ăn lá hết trơn. Nó loại ăn tạp mà, gà loại ăn tạp, nó ăn bất cứ thứ gì. Mình thuần lại, mình đổ nó ra, mình cưng nó, mình cho nó ăn thức ăn cám viên công nghiệp thôi. Cái thường nó ăn động vật tươi sống, thực vật, côn trùng, dung sáng nữa, nó ăn lát nữa. Nó ăn như tận không? Ăn mà mê luôn. Cho nó ăn cám mà nó còn không bằng cho nó ăn thức ăn xanh này. Thông hợp thức ăn xanh quá đã lắm. Nhìn máy mê luôn. Thức ăn xanh rất tốt. Con người cũng vậy thôi, con người ăn thức ăn xanh cũng tốt, ăn rau, ăn củ, quả, hạn chế dầu mỡ, béo phì, người ăn thì béo phì, gà ăn lấy mập, cho nên mình cho ăn lại là đồng, ăn lá chè, lá trúc, lá mít, lá mía, lá nghệ. Ăn lạ lùng. Nhưng mà nó là ăn xanh. Ăn xanh thì tốt cho chăn nuôi. Tạo mỗi ngày tạo thức ăn xanh gồm những loại này tốt cho chăn nuôi. Nó cần được ăn xanh để nó làm cho gan, làm cho cơ thể nó mát, mà thận mát. Khi mà những cái cơ quan nó mát thì con gà sẽ bớt bệnh, bớt sinh bệnh. Bán là trống, còn có mấy con là trống, còn mái không. Gà cục đuôi mà. Thấy gì chứ, mọi người nuôi gà, mọi người bứt cái lông đuôi của nó là gà nó quay mà. Là trống không vậy, gà mái không vậy à, cái đó là tờ đồn là gì, bứt lông đuôi. Uno, con gà trước mặt mọi người đó. Không còn cộng con đuôi nữa. Nó quay vậy. Nó quay mọi người à, cho nên mọi người nuôi khu vực nuôi trong chuồng, nuôi khép kín kiểu nhốt này, mọi người nhớ cho nó ăn thức xanh xanh, nhớ tạo thức ăn xanh cho nó nha mọi người. Thức ăn xanh không ngọt, thức ăn xanh bữa nay thì giúp cho con gà bổ lòng tốt, cấn lòng.
chứ không có cái gì phức tạp và đơn giản như thế đâu mọi người. Rồi video clip kết thúc mọi người, bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.